Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, đến nay, thành phố đã triển khai tiêm chủng hơn 1,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 cho gần 965.000 người và mũi 2 cho 845.701 người. Hiện nay, thì các địa phương đã tiếp tục tổ chức tiêm trả mũi 2 cho người dân trên địa bàn. Ngành Y tế cũng phối hợp với các địa phương tiêm chủng vaccine cho học sinh trung học cơ sở, tạo điều kiện để sớm đi học trực tiếp trở lại. Tính đến nay, Đà Nẵng đã tiêm hơn 141.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em các lứa tuổi lớn, trong đó gần 99.000 trường hợp tiêm mũi 1 và hơn 42.000 trẻ đã được tiêm đủ 2 mũi.